Trở lại tin tức của Hoa Kỳ. Công ty Amazon đã chính thức bắt đầu sa thải nhân viên và một số cái đơn vị trong cái Cloud Unit. Cloud Unit là đám mây thông tin, đám mây dự trữ đó. Wow, công ty Amazon ngày hôm nay thị trường cổ phiếu tăng 3.31%. Có vẻ sự tăng trưởng cổ phiếu đó nó tỷ lệ thuận với vấn đề sa thải. Cái đó tôi không biết được, nhưng mà tóm lại tôi thấy nó tăng 3.28%. Amazon vào thứ tư đã bắt đầu sa thải những nhân viên trong bộ phận nhân sự và cái điện toán đám mây của mình. Việc sa thải nhân viên là một phần trong kế hoạch cắt giảm việc làm được công bố trước đó, dự kiến ảnh hưởng đến 9.000 nhân viên. Ngoài 18.000 việc làm đã bị cắt giảm đầu năm nay và tháng 11 của năm ngoái. Giám đốc điều hành của công ty đó là Andy Jassy đã tích cực cắt giảm chi phí trong toàn bộ công ty thông qua việc sa thải nhân viên, đóng băng tuyển dụng của công ty bằng cách kết thúc một số dự án thử nghiệm. Đó là nền kinh tế của chính quyền Biden. Con số mà chỉ số thất nghiệp 3.5% mà rao giảng mấy ngày hôm nay, tôi không biết con số nó như thế nào. Nhưng mà trên thực tế, tất cả những công ty lớn về công nghệ như là công ty Facebook, công ty Amazon, công ty Google cũng đã bắt đầu cắt giảm nhân viên. Giám đốc điều hành của Amazon nói rằng là gì? Đó là một ngày khó khăn trong tổ chức của chúng tôi. Họ nói rằng họ đã tích cực cắt giảm chi phí trong toàn công ty. Khi vấn đề bán lẻ điện tử và suy thoái kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát cao, Amazon đóng băng tuyển dụng lực lượng lao động, cắt giảm một số dự án thử nghiệm làm chậm cái quá trình mở cái kho hàng của họ. Trong một nhóm của WAS là lớp nhóm về cloud được đưa ra là sa thải trước đó. Nhân viên tăng vọt trong thời kỳ đại dịch, điều này chứng tỏ lợi thế cho Amazon, nhưng mà trên thực tế tốc độ tăng trưởng nhanh chóng này là hoàn toàn bị chậm lại vì khả năng khủng hoảng kinh tế vĩ mô trọng thể, lạm phát tăng. Amazon thì đương nhiên sẽ báo cáo một số vấn đề thu nhập trong tương lai. Và sự cắt giảm nhân viên trên thực tế là sự cắt giảm trong những công ty công nghiệp, công nghệ. Như vậy, có dòng cắt giảm tiếp theo có thể là những doanh nghiệp nhỏ từ đây đến cuối năm. Bắt đầu nền kinh tế, bắt đầu ripple effect được quý vị. Và đương nhiên, nó sẽ có cái sự chi tiêu thấp lại từ nhiều tiêu dùng. Và đó là bài tin tức của Hoa Kỳ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình có một số tin tức khác nhau. Chào tạm biệt.